Xin chào cả nhà đã đến với YouTube channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình rất là vui vì có một khách mời vô cùng đặc biệt. Đấy là em Quỳnh Anh. Em Quỳnh Anh sinh năm 1988 và hiện tại thì đang điều hành doanh nghiệp về nhiếp ảnh. Quay phim chụp ảnh ạ? Quay phim chụp ảnh tên là Mod Visuals. Và em Quỳnh Anh cũng là một người em thân thiết và một người bạn lâu năm chơi rất là thân với mình. Hai chị em hôm nay thì sẽ chia sẻ về cái chủ đề là học tiếng Anh thông qua những trải nghiệm thực tế. Như chúng ta đã biết thì là có rất nhiều cách thức để học tiếng Anh khác nhau. Có thể là qua trường lớp hay là qua sách vở. Và thông qua trải nghiệm thực tế thì cũng là một cái cách thức học tiếng Anh rất là thú vị mà Jun và đặc biệt là Quỳnh Anh cũng sẽ có nhiều những cái trải nghiệm lý thú và mong muốn chia sẻ với mọi người. Trước khi đi vào phần chia sẻ chính thức thì nếu các bạn chưa subscribe channel của Jun thì hãy nhớ subscribe để tiếp tục đón xem những video tương tự như thế này về sau. Và chúng ta sẽ đến với phần nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là học tiếng Anh qua các trải nghiệm thực tế. Để bắt đầu thì chị sẽ chia sẻ một chút cái kinh nghiệm cá nhân của chị. Đợt trước khi mà chị sang Mỹ, ở nhà gia đình người Mỹ thì hồi đấy mình cũng hơi rụt rè và hơi có một chút chưa tự tin lắm. Tại vì mình cũng chưa nói tiếng Anh nhiều với người bản ngữ ấy. Thì khi mà ví dụ như cái từ wild, cái từ hoang dã, thì bình thường thì về mặt học hành thì mình biết rằng là nó phải nói cái chữ L nó rõ ra một chút, sẽ là nói là wild, đúng không? Tức là nói dài cái chữ đấy ra chứ không phải là wild cái thứ. Nhưng mà tại vì mình cũng run, mình cũng chưa tự tin lắm. Thế là lúc mà mình nói với một cái anh người Mỹ thì lúc đấy mình không dám nói rộng dài cái chữ đấy ra. Mình cảm tưởng cái cơ hàm, cơ miệng của mình ấy. Mà nói mà nó cứ kiểu như dramatic, kiểu quá thì trông nó cứ như kiểu thiếu tự nhiên ấy. Thế là hồi đấy chị nói lý nhí trong miệng và chị nói là wild cái gì đấy. Thế xong anh hỏi là cái gì cơ? Mày nói cái gì cơ? Và anh ấy không nghe được cái từ đấy. Xong anh ấy không nghe được, xong mình mới cố nói là wild, mình không làm dám nói ra ấy. Thì là anh ấy mới nói lại là wild à. Lúc mà anh ấy nói rõ cái khẩu hình ra ấy, là wild à, ý mày là thế đúng không? Mình bảo ý là thế. Thế là hồi đấy mình mới rút ra kinh nghiệm là thực ra là mình biết cái điều đó, nhưng mà nhiều khi mình cứ ngại, mình cứ nghĩ là phồng mồm trợn mắt lên thì trông nó hơi ghê. Thế là mình không dám nói như thế. Nhưng thực ra thì cái cách mà mình đặt cái khẩu hình rất là rõ như thế thì là một đặc điểm rất là tự nhiên và bình thường của người nước ngoài, người Mỹ khi mà họ nói tiếng Anh ấy. Thế mình xấu hổ thì thành ra là cái phát âm của mình nó lại không rõ ràng, không chuẩn và họ lại không hiểu. Đấy, thì đấy là một cái ví dụ, một cái kinh nghiệm của chị. Thì sau cái vụ đấy mình bảo là mình không có xấu hổ nữa. Mình cứ mạnh dạn mình phồng mình trợn phồng mồm trợn má lên mình nói. Thì nó lại rõ ràng hơn. Thì đấy là một trải nghiệm của chị. Đấy, thế còn Quanh thì như nào? Lần đầu tiên thì em đi Mỹ, lúc đấy thì em đã date anh Justin cũng phải được chục năm rồi. Sau đấy thì ở Việt Nam mình cũng đi giảng dạy này, xong mình còn gặp rất nhiều những người nước ngoài khác ngoài người yêu mình nữa. Thế nên là mình rất là tự tin. Mình bảo nếu mà bây giờ mình mà đi UK này kia, xong người ta nói giọng anh này nọ, thì mình còn bảo là ui có khi mình chưa nghe quen thì mình sẽ bị khớp ý. Còn đi Mỹ trời ơi chuyện nhỏ, còn mình sẽ kiểu rất là tự tin ý. Thế mà mình đến ngay kiểu lần đầu tiên, kiểu mấy cái cửa đầu tiên bước vào Mỹ là cái chỗ hải quan thôi mà mình đã kiểu khớp luôn rồi. Em thề luôn là ông ấy phải nói mấy nghìn lần mà em cứ sorry, kiểu mình không hiểu tại sao lúc đấy mình nghe nó không ra được. Mà mình rất là sợ là nếu mà ở chỗ đấy người ta hỏi cái gì mà mình không hiểu mà mình trả lời sai, nó lại kiểu gửi mình về Việt Nam thì thôi luôn, đúng không? Thế nên mình rất là lo lắng, có khi tại mình cũng căng thẳng quá nữa ấy. Hóa ra ông có hỏi cái gì đâu, ông chỉ hỏi mỗi rằng là kiểu how's your flight ấy, kiểu một câu rất đơn giản ấy mà kiểu rất trong context luôn. Mà nhưng mình mà sau về sau mà mình biết là câu hỏi câu đấy thì em cứ phải sorry đến khi ông ấy nói ra, mà đến khi em nghe được nữa thì ông ấy lúc đấy cũng phải ngoạc mồm ra, ông hỏi là tao hỏi là how was your flight, sao mình kêu kiểu sao mình bảo tại sao mình có thể không nghe được. Thực ra nó chỉ là kiểu người ta nói nhanh, kiểu người ta kiểu nói nhanh xong kiểu môi trường nó ổn xong mình chắc cũng căng thẳng nữa, kiểu ông hỏi how was your flight, kiểu xong mình kiểu không nghe được cái gì luôn. Mà đấy là mình đấy, mà coi như là lúc đấy là lần đầu tiên mình đặt chân cái môi trường mà kiểu sẽ không có cái thứ tiếng nào khác mà chỉ có cái tiếng Anh thôi. Rồi đằng sau đấy còn rất nhiều những lần khác đi restaurant, đi nhà hàng các thứ nữa mà em cũng phải khớp, em phải bảo trước anh Justin là thôi anh order cho em đi. Tại vì kiểu mình nói ra cái tên món ăn bla 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 ngẹo hết cả lưỡi xong người ta cũng chẳng nghe được. Và đương nhiên là tất cả những lần mà em đi Uber em chỉ có đặt thôi, còn lại là em đưa điện thoại ngay cho anh kia để anh ấy nói chuyện ý. Lúc đấy mình mới cảm giác được hết cái sự đau khổ của ông ấy mỗi khi ở Việt Nam mà mình bắt ông ấy nói tiếng Việt. Hay là chị Mai Anh nhà em,
Thì chị lúc ở Việt Nam thì chị Manh không, tiếng Anh thì không thể bằng em được đúng không? Kể cả bây giờ em thấy chị Manh sang Mỹ cũng phải được 10 năm rồi đấy. Thế nhưng mà em thấy chị Manh nói tiếng Anh cũng vẫn rất là bình thường, chứ nó không phải là kiểu như những cái đứa mà kiểu, cũng có thể là lúc chị Manh sang Mỹ là đã lớn rồi nên cái sự tiếp thu và sự thay đổi về về phát âm nó khác. Nó không được nhiều như những cái đứa trẻ đâu. Thế thì em thấy chị Manh nói tiếng Anh cũng bình thường thôi. Nhưng mà thề cái sự hiểu của chị ý cực kỳ nhạy bén hơn em rất là nhiều. Ví dụ như hai đứa đi order cà phê các thứ chẳng hạn, kiểu người ta hỏi xong, ý là người ta hỏi mày nhiều đường hay ít đường, nhiều nước hay ít nước, mình kiểu quay sang chị, kiểu chị đã kiểu trả lời xong rồi ý. Mình bảo ô đấy, tức là khi có môi trường á, nó rất là khác. Mà kể cả chị nói tiếng Anh có thể so với cảm nhận của mình nghĩ là chị nói không hay, nhưng mà thề chị nói cái gì bọn bạn cũng hiểu, chẳng có chuyện kiểu kiểu còn mình kiểu ok, mình nói ra mấy tỷ câu chúng nó vẫn kiểu cái gì đấy. Lúc đấy thì mình mới thấy là kiểu môi trường nó cực kỳ là quan trọng ấy. Chứ còn ở đây dù có bảo khen nhau đến mấy đi chăng nữa, sang nói nó chẳng hiểu gì thì cũng dứa thôi. Thế là chị nghĩ là cái tiếng Anh ấy nó có thể chia thành hai cái cấp độ. Cấp độ số 1 nhá, là mình biết cái từ đấy, biết cái câu đấy, biết cái cách nói đấy, và mình nói ra để cho người ta hiểu thì đã là một nhẽ rồi. Và những cái người nước ngoài mà họ đã sang Việt Nam thường là họ nói chậm lại. Đúng rồi. Xong bắt đầu họ nói rõ ràng ra để cho mình hiểu. Và họ bớt các từ khó đi, họ adjust rất là nhiều luôn. Kể cả anh Justin thế, anh ấy mà nói chuyện em là em có thể nhận biết được cái sự khác biệt nhá. Lúc anh ấy về Mỹ mà anh nói chuyện bạn anh ấy à, trời ơi, em cũng cảm thấy em chỉ hiểu được 90%, 95% chứ không được 100% như lúc anh ấy nói ở Việt Nam đâu. Người ta chỉnh rất là nhiều ấy, người ta adapt ấy. Đấy, thì đấy là cái cấp độ 1. Thì gọi là mình nói cho người ta hiểu mình. Và người ta nói chậm mình hiểu đã là tốt rồi đúng không? Rồi. Sau đó bước 2 là vào một cái môi trường mà toàn là những người bản xứ, họ sống với nhau trong đấy, một cái cộng đồng như thế. Hoặc là trong những cái cuộc họp mà đa ngôn ngữ, mà họp có khi là còn dễ bởi vì mình còn biết chủ đề, mình còn có slide, mình còn gợi ý, mình còn đoán được cái context ấy. Còn trong đời sống hàng ngày ấy đấy, là chị thấy thường là mình thiếu hụt cái văn cảnh đấy rất là nhiều. Nên chính ra ấy, cái lúc mà dạy con nói tiếng Anh trong các tình huống đời thường ấy, thì những cái chủ đề như kiểu đi vệ sinh, quan trọng chùi ấy, mông chùi miếc các thứ, những cái từ vựng của nó ấy, là mình bình thường có ai dạy mình đúng những cái từ như thế đâu. Đấy. Thế là mình phải xem cái cách nói nào cho nó tự nhiên ấy, mà mình lại không được dạy như thế, xong rất là ít cái sách vở đúng nói rồi cái thứ như thế. Tại vì tất cả sách vở thường người ta cứ formal ấy, cái gì cũng phải kiểu chuẩn hóa, nên thực ra đời thường là mình thiếu nhiều. May cho em là em có anh chồng, chứ không thì em nghĩ là về ngôn ngữ, về từ vựng đời thường của em chắc cũng thiếu nhiều. Tại vì mình không có, đúng không? Đi học là ai mà dạy những từ đấy, đúng đấy. Không? Đấy. Hồi lớp 11 ý, chị thấy thầy giáo người nước ngoài nói chuyện với cả bạn thầy, hồi đấy mình cũng bảo uầy, bình thường mình đi học mình hiểu thế, nhưng mà lúc mà nói thầy nói mình chẳng hiểu cái gì cả luôn ấy. Gì cả luôn. Xong toàn nói tắt, nói tiếng từ địa phương, nói tiếng lóng, xong nói cắt rút gọn rất là nhiều ấy. Mà người ta có rất là nhiều inside jokes luôn, trời ơi. Mà người ta đã nói cái đấy là thôi, các bạn tắt luôn, em là kiểu 30 phút sau mà phải cười. Thế nên phải bảo anh là anh sắp sửa mọi người định nói cái gì là anh phải prep em trước. Ví dụ như mọi người nín trêu cái này cái kia. Để nói chung là họ có rất nhiều thứ mà mình mà không có môi trường thì không bao giờ có thể hiểu được. Với cả là một điểm nữa là không được ngại hỏi và chịu khó hỏi. Tất nhiên là nó tùy từng cái bối cảnh. Đúng rồi. Hôm vừa rồi nhá, chị nói chuyện với cái anh người Úc ấy, trong cái phỏng vấn video trước của chị, thì anh ấy có nói một cái là thôi đừng có cho cái chủ đề đấy vào, vì nói về cái chủ đề đấy thì nó sẽ open a can of worms. Ok. Thế anh hỏi là có biết cái từ ngữ đấy không? Thứ bấy mình cũng đang đoán rồi, nhưng mà nhưng mà mình vẫn mất vài giây để process ấy. Thế xong rồi mình vẫn cứ bảo anh ấy là không, tao chưa biết. Thế là anh ấy giải thích ra là nó như này như kia, thì mình hiểu hơn ấy, mà mình nhớ hơn cái từ đấy. Thì chị nghĩ nếu mà có điều kiện thì mình hỏi thêm. Đấy, em cũng thích, mình không em hiểu. Cũng thích lúc mà mình có môi trường là mình biết thêm rất là nhiều những cái đấy. Ví dụ như là đội này cứ hay trêu nhau là kiểu mày trông giống Papa Joe này kia, mình không biết gì để mà cười, nhưng mà hóa ra là nó là có một cái series, một cái nhân vật đấy, là cái nhân vật đấy rất là buồn cười, thế nên là mọi người mới cười được ấy. Nhưng mà nói chung là mình không có nên mình không thể cười được. Nhưng mà nói chung là đã gọi là jokes thì mọi người phải trong context đấy, mình phải kiểu trong, phải đúng cái người mà kể cái jokes đấy thì nó mới buồn cười được ấy. Nói chung mà bọn nó xem series rất nhiều ấy, bọn tức là có thể là lấy tên của các cái nhân vật đấy, đúng rồi, đấy, với những cái tính cách ở trong đấy, rồi xong lôi ra để nhắc về những cái nhân vật đấy. Mà ví dụ là mình lại chưa xem cái series rồi, đấy thì đấy, mình sẽ không thể có cái connection để mà cười để được. Mà hiểu được. Thế nên các bạn hãy xem nhiều series vào. Thực ra series Friends chị thấy học cũng tốt đấy. Thế à, em không thể nào mà xem được. Chưa. Em chưa xem được, em không hiểu. Thực sao chị cũng không xem nhiều, chị xem ít thôi. Nhưng mà chị thấy cái đấy học cũng ổn, bởi vì có nhiều cái
đấy điển tích như em nói này, rồi là ví dụ đấy là humor cái thứ ấy, chị thấy cũng khá nhiều. Nhưng mà chính ra nhiều khi mình xem ấy, mình có trên YouTube nó có những cái kênh mà nó giải thích về những cái tình huống văn hóa của Friends. Đấy, ví dụ nó sẽ đi về cái gốc rễ thì mình hiểu hơn tại sao nó lại đùa như vậy, nó xuất phát từ cái gì. Ừ đấy, thì đấy, những cái đấy thì mình cứ càng phải ở lâu thì mình mới càng biết. Mà dạo này em già rồi, em toàn xem mấy cái trashy show thôi chị ạ. Em không xem được mấy cái show nào. À, bây giờ ở trên Netflix em đang xem Selling Sunset, kiểu toàn mấy cô kiểu rất là xinh đẹp xong rồi đi bán nhà chị, kiểu làm real estate xong rồi được commission ấy, kiểu nhưng mà nhà toàn có 4-5 triệu đô ấy. Nhưng mà nó rất là đẹp, trong một kiểu drama giữa các cô, kiểu cả một công ty toàn các cô gái mà cô nào cũng đẹp, đúng không? Kiểu reality show á. Ừ, reality show xong một kiểu cô nào cũng đẹp. Mà chị biết mấy cái người mà làm real estate mà bán gọi là bán kiểu xong lấy commission mà bán những cái nhà to tiền như vậy thì là họ có commission rất là nhiều ấy. Các cô toàn dùng đồ hàng hiệu xong kiểu đeo khuyên tai lấp lánh rồi cũng đấy rất là nhiều drama. Nhưng mà vì nó lại rất là drama thì nó rất là nhiều cái context về tức cái lượng từ vựng drama như thế đủ các kiểu nó hay nói xấu nhau nữa ấy, thế nó Mean Girls. Mean Girls, thế nên nó có rất là nhiều từ luôn mà mình bảo đúng mối quan tâm của Quang. Muốn nói xấu mà cần tìm từ á. Nhưng mà ngày xưa đúng mà hồi em mới yêu anh Justin xong rồi kiểu cãi nhau ấy, mình không có từ vững ý, mình cũng vất điên lên ý, mình không express được bản thân mà. Nhưng bây giờ đỡ rồi. Bây giờ thì có từ để nói, tại vì kiểu mặc những từ đấy cũng không phải là mình chủ đích đi tìm hay hỏi ai đâu nhá, mà là do trong quá trình mình in a relationship xong mình nghe ông ấy nhiều khi nói chuyện với bạn ông ấy, xong mình nghe các cặp đôi bạn của ông ấy cãi nhau này kia, ok. Nhưng mà chị nghĩ cái của Panh nói nó có một cái điểm cũng đúng, đấy là khi mà mọi người muốn học tiếng Anh ấy thì cũng phải tìm những cái nội dung mà mình quan tâm và những cái đúng thứ rồi, mà mình thích để mình không chán. Ví dụ như là mình không thích Friends mà lại bảo mình cứ phải xem Friends để học chẳng hạn, thì thực ra như thế nó rất là cực hình ấy. Ừ đúng và rồi đấy, có hiệu quả. Ừ đấy, nên là ví dụ em xem những cái trashy show nhưng mà ví dụ em là Mean Girl thì em cảm thấy là xem nó rất là hợp, đúng không? Thì mình đấy là mối quan tâm của mình. Thì chị nghĩ mọi người cũng phải tìm cái mối quan tâm của mình ấy. Đấy rất là quan trọng. Mà may hai vợ chồng em lại đều thích mấy quả đấy. Có Selling Sunset này, xong Below Deck này, xong rồi bây giờ em đang xem một show cũng trashy, nó là drama Dynasty. Kiểu eo đùa, nhưng mà nói chung là xem thì relax thì mình mới kiểu tiếp thu một cách thụ động được ấy. Thì mình lúc đấy như đứa trẻ con ấy. Ngày xưa em kiểu từ số 0 đúng không, nhưng mà vì em có môi trường nên là càng ngày mình càng tiến. Mà cái việc học này em thấy rằng là em không bao giờ dừng cái việc mà ôn tập nhá. Đương nhiên là về ngữ pháp nó chỉ có thế thôi, mình học đến thế là đủ rồi. Nhưng mà ví dụ như mình vẫn tiếp tục đọc sách. Em rất là cố gắng đọc sách bằng tiếng Anh. Đọc sách bằng tiếng Anh, đương nhiên em không đến mức mà kiểu như một con mọt là kiểu phải ngồi tra tất cả các từ. Nhưng mà nói chung là đọc mình có context, không nhất thiết là mình cứ phải hiểu 100%, nhưng mình hiểu thôi. Và có khi mình đọc quyển sách khác, mình sẽ lặp lại từ đấy. Đến đó, đó là cái quá trình học hàng ngày hàng giờ, nên mình không việc gì phải o ép mình là à sau ngày này mình phải thế này thế kia. Mình cứ đọc thôi, mình hiểu là được rồi. Xong thì sẽ có những cái mình nhớ, có những cái mình dùng được. Ví dụ em thấy em dùng được rất nhiều từ vựng về trong viết nhá, để vào trong cái việc em viết thư cho khách hàng. Không phải là mình dùng để mà viết văn vẻ, những ý đây là một số những cái từ vựng mà từ kiểu trạng từ chẳng hạn ấy, nó rất là quan trọng. Nhiều khi mình chỉ có một số những trạng từ nhất định thôi, bây giờ mình có nó rồi đúng không, đấy mình thêm đọc sách này, sau đấy thì là đấy nói chuyện với bạn bè mình để ý này. Hay nếu mà mình mà đã cố gắng định học ấy, em sẽ nói với anh Justin là hôm nay em muốn nói về cái chủ đề này, ví dụ như politics chẳng hạn, thì anh ấy sẽ đương nhiên là phun ra một đống những thể loại từ vựng về đấy. Mình chỉ cần ông ấy nói 100 từ, mình cóp nhặt được 10 từ là đủ rồi, và lần sau mình lại như thế. Đấy, em đọc về non fiction hay là fiction? Ôi em phải đọc fiction, em mà đọc non fiction chắc phải một năm trực không được hết một quyển sách thôi chị ạ. Em thì em đọc fiction nhiều vì em thích đọc truyện, kiểu thích có bối cảnh để mình hiểu từ nó cũng dễ hơn. Công nhận đọc cái đấy nó cuốn vào. Đấy, em rất thích những chủ đề liên quan đến North Korea. Thế nên em đọc rất nhiều fiction liên quan đến cái đấy. Fiction rồi documentary, tức là những cái chuyện mà người ta gọi là ghostwriter, người ta viết lại kiểu từ đấy, thì em đọc rất nhiều. Nói chung North Korea là chủ đề em thích thì em có thể đọc được rất nhiều. Dạ. Đấy, thì vừa rồi em cũng đọc một quyển Pachinko, cái đấy là kiểu bestseller New York Times rated cái gì đấy. Ủa nhưng mà hay lắm chị ạ. Đương nhiên là lượng từ vựng của nó, vì nó về cái chủ đề, về cái topic để nó khó, nó sẽ có nhiều từ vựng hơn, nên nhiều đoạn có khi mình phải đọc lại 2-3 lần. Nhưng mà em thấy rất thú vị, at least là mình thích, nên là mình make a point để mình hiểu ấy. Đó. Thế nên là môi trường không nhất thiết là mình phải tìm một đứa nào đấy để mình nói, mình có thể học, ý là nhiều nguồn. Bây giờ thực ra rất nhiều điều kiện mà. Đúng ngày rồi. Xưa của bên mình, bộ mặt mình ngày xưa ít điều kiện hơn rất là nhiều. Chẳng có gì.
thậm chí là phim các thứ còn phải đi mua đĩa, làm bài xong rồi bật đĩa và xem. Đấy, đã phức tạp mất bao nhiêu rồi, bây đấy, giờ các bạn đóng 10 đô mà một tháng. Rất là ít phim, lựa chọn rất là ít. Đấy. Bây giờ thì quá là nhiều nguồn để có thể xem và tiếp cận được. Nhưng mà túm cái váy lại là bây giờ mình cứ bảo các bạn học tiếng Anh, gọi là học thôi. Ở cái thời buổi này rồi là cái thời buổi nghe nói rồi, là cái thời buổi giao tiếp quan trọng rồi, không việc gì phải học đâu. Cứ giải trí nhưng mà tạo môi trường để mình giải trí mà mình có thể expose về cái thứ tiếng mà mình muốn học. Trước đây ấy, khi mà mình rất là bực mình ấy, thì mình cảm thấy mình không biết là phải diễn đạt như thế nào để thể hiện cho nó đã cái sự tức giận của mình. Thì sau đấy thì Quanh đã học thêm được một số cái cách thể hiện để diễn đạt được tốt hơn cái cảm xúc của mình, hoặc là đúng với cái mức độ tâm trạng mà mình cảm thấy ấy. Thì cũng có. Đây nha, em sẽ kể những ví dụ theo thời gian em cãi nhau nhá. Và ngày xưa thời bọn em mới cãi nhau, lúc đấy tiếng Anh của mình nó còn hạn hẹp, mình chỉ biết những từ rất là bình thường, mà hơn nữa là mình vẫn có cái thói quen là mình nghĩ ở tiếng Việt sau rồi mình dịch ra tiếng Anh, đúng không? Đơn giản là vì mình chưa có tiếp xúc nhiều. Thì ví dụ như là lúc bọn em cãi nhau thì em chỉ nhớ là hồi đấy là anh ấy muốn em đến nhà trông nhà cho anh ấy để anh ấy đi công tác vì nhà nó đang sửa. Nhưng trong lúc đấy thì em lại có cái lịch mà để đi Nhật đấy, thì em cãi nhau thì ý em muốn nói, ví dụ như mình mà nói người Việt với nhau thì chắc chẳng ai giận về cái việc đấy cả, thì em mới nói rằng là tại sao anh lại kiểu muốn em phải có cái trách nhiệm đấy, nhà của anh là trách nhiệm của anh cơ mà, đúng không? Tại sao anh lại bắt em làm? Nếu mà em nghĩ nói tiếng Việt Nam thế thì nó cũng không có gì kinh khủng, đúng không? Thế là em cũng nguyên si cái tư tưởng đấy thôi, em mới nói với anh rằng là kiểu that's your responsibility not mine, kiểu thế. Mình nói mình thấy được rồi, nhưng mà không hiểu sao anh thuộc của sau đấy cãi nhau to, không phải là vì cái chuyện mà em có đến trong nhà hay không, mà nó lại vì cái từ vựng của mình đấy. Anh ấy bảo là kiểu seriously, kiểu tại sao, kiểu ý trong đầu lúc đấy kiểu con này bị điên rồi, tại sao có một cái vấn đề này thôi mà mày phải dùng cái từ responsibility này kia, ý là như thế. Nhưng mà có khi sau này mình hiểu rồi thì trong trường hợp đấy khi mình không cần phải nói đến mức kinh khủng như thế, đúng không? Kiểu với người ta cái từ đấy là kiểu rất là kinh khủng, là mình đang kiểu defy là việc mày mà làm tao không hề có quan hệ can hệ đến mày. Thực ra lúc đấy mình chỉ cần nói rằng là no, that's your personal thing, kiểu nhưng mà thời đấy em đã làm gì mà biết mấy cái từ đấy, đúng không? Mày đấy, nói chung là mình biết rất là ít, thế nên là mình chỉ dùng những cái từ rất là đại khái để mình nói thôi, nó không chuẩn và nó không chính xác với cái ý mình. Nhưng thực ra nếu đấy, nếu mà là mình bây giờ với kiến thức bây giờ mà mình nói cái thời đấy mà mình cãi nhau, mình chỉ nói là no, I think that that's your personal thing, I think that you can do it and I have my own things too, kiểu như thế, chứ thay vì nói rằng là that is your responsibility, that's not mine, kiểu như thế, nghe nó rất là kiểu xa lạ ấy. Hay ví dụ như ngày xưa mình giận thì mình chỉ có mỗi cái kiểu là kiểu I'm mad at you, kiểu I'm angry. Bây giờ mình sẽ biết nhiều cách để thể hiện hơn, không phải lúc nào mình cũng có thể nói là kiểu mình không, ý là khi mình nói là I'm angry thực ra là nó đã too much rồi, thật sự là như thế, người ta không đến mức như thế đâu, kiểu như thế. Thế nên bây giờ mình không, em rất hạn chế không dùng mấy cái đấy, tại vì thực ra cái từ đấy đối với người ta là mức độ rất cao rồi, nhưng ngày xưa mình không có từ vựng, mình mở mồm ra lên mình nói I'm angry, đúng không? Kiểu bây giờ mình kiểu I'm upset, kiểu I'm a little bit uncomfortable, kiểu này những cái khác thì mình có rất nhiều mức độ. Và mình ngày xưa mình chỉ biết mỗi từ angry thôi, chị công nhận không? Đấy, mình nói như cái từ đấy với người ta là mình nói angry là kiểu rất là kinh khủng rồi đấy, chứ còn phải về kiểu những từ như kiểu furious này ở nơi khác thì đấy là thêm cấp độ. Đấy, từ vựng của mình nó mở rộng ra thì mình nói chính xác hơn, mình cũng đỡ giận người ta hơn nữa. Bởi vì ngày xưa khi mình từ vựng mình kém, mình chưa có nhiều ấy, nên mình cứ quy tất cả cái đấy vào một mối, chứ mình không phân biệt được những cái level của nó, kiểu thế. Đấy, bây giờ cãi nhau là văn minh hơn rất nhiều rồi đấy. Mấy cả thỉnh thoảng em giận, những ngày xưa em không biết mấy từ kiểu asshole, kiểu đó cái khác đâu. Đương nhiên là cái từ đấy nhá, thực ra cái từ asshole đấy nó có rất nhiều context, đúng không? Thỉnh thoảng mình đùa nhau, mấy thằng con trai đùa nhau cũng có thể nói câu đấy được, vân vân. Nhưng ý em là ngày xưa em không biết mấy từ đấy, mình chỉ nói được kiểu mình điên lắm rồi, mình cũng chỉ you are not nice. Mình nghe xong mình bảo không thể hiện được cái độ tức not nice cái gì, đúng không? At least bây giờ mình có thể nói là kiểu you asshole, kiểu thế. Còn ngày xưa mình chỉ nói kiểu you not nice, you not kind. Mà kiểu mình thấy từ nice với từ kind ở trong trường hợp đấy nó vẫn kiểu dám nói giảm nói tránh một đống ra ấy, chẳng thể hiện được cái sự tức tối của mình gì cả. Đấy, kiểu thế. Thực ra là có rất là nhiều cái từ mà đồng nghĩa với nhau, nhưng mà nó lại hơi chênh nhau một chút về cái mức độ thể hiện. Đấy. Thì khi mà mình có nhiều cái từ đấy thì mình sẽ lựa chọn được những cái từ trong những cái văn cảnh phù hợp. Đúng rồi, ví dụ ngày xưa nhá, mình chỉ có mỗi từ like thôi, đúng không? Thích hơn, like it very much, chấm hết. Làm gì còn gì nữa, đúng không? Nào bây giờ mình xem phim thì mình biết kiểu nào là fond of, nào là interested in, đúng không? Đấy, kiểu như là kể cả là kiểu như mình thích cái gì lắm. Ví dụ như anh sẽ say, no, I just have my eyes on that. Tức là kiểu
just that, đúng không? Là không có muốn thích cái gì nữa rồi. I have my eyes on her kiểu đấy. Là chỉ cô ấy thôi. Chứ ngày xưa thì mình chỉ biết mỗi là I like it, đúng không? Xong ví dụ như ngày xưa em vẫn nhớ có một lần em thích lắm, bởi vì em nghe anh Justin anh ấy nói một cái gì đấy với em, xong anh bảo là ôi em mà kể cái này cho anh Adam thì anh Adam sẽ thích lắm. Thì anh bảo là Adam will get a kick out of it. Ôi lần này em cảm ôi cuộc đời thật là kiểu tươi mới, mình biết thêm một cụm từ get a kick out of something là rất thích cái gì đấy chẳng hạn, mà nó trong cái văn phong mà casual hơn. Đấy, ví dụ như là em mà kể cái joke dành cho Adam là Adam thích lắm nè. Kiểu thế. Còn ngày xưa thì mình biết mỗi từ like, xong sau này mình biết thêm từ interested in kiểu thế chấm hết. Không biết thêm cái gì nữa. Mà ngoài từ vựng thì chị thấy là cái sắc thái diễn đạt cũng rất là quan trọng nhé. Ví dụ như là mình đều biết là từ love thì là mức độ cao hơn của từ like, đúng không? Thì ví dụ như bọn trẻ con nhà chị nó xem những cái chương trình nhá, sau đấy thì là bọn nó nói chuyện với nhau, thì nó đưa cho bạn một cái món quà gì đấy, sau nó hỏi là do you like it, và cái đứa kia nó nói là I don't like it, I don't like it, I love it. Thì cái ngoài việc là dùng cái từ ra thì cái sắc thái và cái cách nó nhấn ấy, và nó lại nói I don't like it, I love it, thì tự nhiên là nó nói nâng cái cách thể hiện lên, và nó rất là thú vị. Thế là bọn trẻ con nó học được là tôi học được cái cách mà nói như thế. Thế là khi mà rất là thích một cái gì đấy thì đôi khi lại có thể nói phủ định trước một chút, xong rồi là khẳng định thêm để giống nhấn mạnh quan điểm của mình một tí. Giống như ngày xưa lần đầu tiên mình học cái I can agree with you more ấy, đúng không? Đây tức là mình cảm thấy dùng cái đấy nó đúng là sắc thái nó nhiều hơn rất nhiều so với việc mình nói là I agree with you. Đấy. Nói về cái vấn đề là học trong văn cảnh thực tế thì có rất nhiều bạn sinh viên đi sang bên Anh học chẳng hạn. Thì bình thường mà sang bên đấy thì cái điều kiện tiếng Anh đầu vào là 6.5 IELTS. Với những bạn mà học những cái chuyên ngành mà đòi hỏi kỹ năng viết, ví dụ như là báo chí hoặc là luật, thì nó đòi cái kỹ năng writing là 7 điểm. Còn cơ bản là 6.5, nhưng mà với cái điểm 6.5 ấy mà sang nước ngoài thì 6 tháng đầu không ghi chép được cái gì và không nghe được cái em gì cũng nghĩ thế, ở trên trường đại học. Đó. Thế nhưng mà chính ra các bạn đấy mà đi làm thêm ấy, bọn nó cho phép làm thêm dưới 20 giờ một tuần ấy, đấy. Đi làm phục vụ ở các cái nhà hàng ấy thì lại lên rất là nhanh. Đúng rồi. Vì sao? Vỡ bát vỡ đũa. Giải trình với ai? Rồi là đưa người ta order một cái đồ này mà đưa nhầm ra cái đồ kia chết à. Đúng rồi, khách hàng complain đúng không? thì những cái tình huống đấy là nó phải cần rất là chính xác và thực sự là giao tiếp nó có một cái mục đích. Cái hướng đấy nếu mà các bạn nào mà có cơ hội mà du học ấy thì làm thêm rất là tốt. Đây nói chung là phải có môi trường để mà mình va chạm. Gần đây thì chị có đọc được cái chia sẻ của anh giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam về những cái kỹ năng cần thiết nhất mà các bạn nhỏ cần phải học. Thì hai cái kỹ năng mà ưu tiên đầu tiên ấy, thì kỹ năng đầu tiên là kỹ năng về thể dục thể thao, chơi các môn mà hoàn toàn là chơi cảm thấy là hay và mình tham gia sâu, chứ không phải là chỉ là chơi cho có, giống như các môn thể dục ở bên mình, bóng đá, bóng rổ, rồi bơi lội, tennis các thứ. Đấy thì đấy là kỹ năng đầu tiên. Và kỹ năng thứ hai là tiếng Anh. Đấy thì thực ra là tiếng Anh thì theo nghiên cứu thì nó giúp cho những cái người đi làm có thể tăng thu nhập 30% trung bình. Đấy thì đấy là về mặt thu nhập khi mà đi làm cho các cái tổ chức. Và ngoài ra thì tức là bây giờ tiếng Anh nó trở thành một thứ là must have rồi, chứ không phải là nice to have nữa. Rất là quan trọng. Và bây giờ kể ra ví dụ như là ai mà kiểu làm quản lý đúng không, xong kiểu thời này chẳng hạn, mình chỉ nói thời này thôi, mà kiểu tuyển những cái bạn trẻ trẻ vào, các bạn tiếng Anh cũng đều một mức độ nào đấy rồi, mà kiểu các anh chị quản lý mà không có tiếng Anh thì cũng không được, kể cả chuyên môn có giỏi thì nó cũng kiểu bị, nếu mà đếm các đầu kỹ năng ra mà không có thế coi như thiếu một rồi còn gì nữa, đúng không? Mấy cả như em nhá, em thấy nhiều khi ấy, các bạn ở độ tuổi em hay các bạn hồi ngày xưa mới ra trường, các bạn sẽ hay lo là ôi nếu mà bây giờ mình đi làm thì lương như thế nào, rồi mình làm việc sếp có thích mình không, rồi nói chung là có rất nhiều những cái thứ yếu tố khách quan bên ngoài khiến cho mình có thể có việc hoặc không có việc. Tự nhiên thời buổi COVID-19 này chẳng hạn đúng không, bao nhiêu người phải ở nhà mà vì người ta chỉ có một cái kỹ năng đấy thôi, mà khi cái kỹ năng nó không cần đến nữa là thôi luôn. Mà em cảm thấy là ngôn ngữ nó là kỹ năng kiểu ngôn ngữ mà đúng không, ai cũng phải dùng ý, nó rất là khó để có thể bị bảo rằng là tôi không cần ý. Chưa kể bây giờ mình còn có một cái ngôn ngữ nó rất là toàn cầu nữa, thế nên em lúc nào cũng cảm giác rằng là nếu có chuyện gì ra em không bao giờ sợ, kiểu sợ chết đói ý. Vì kiểu gì mình cũng có cái cách để mình sống vì tiếng Anh, ngoài những cái việc mà cần về kỹ năng, cứ cho là những việc đấy mình không có đâu nhá, mình có thể đi dạy học này, mình có thể đi dạy tiếng Anh cho người Việt Nam, tiếng Anh cho người, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài này, mình đi dịch này, tức là mình có rất nhiều những cái đầu công việc để làm chỉ vì là mình có tiếng Anh thôi. Mà như em đây còn không phải dạng kiểu quá siêu đỉnh như những người khác, những người siêu đỉnh những người khác chắc không cần phải nói rồi đấy. Thế nên lúc nào mình cũng cảm thấy có một cái sự stress mà mình có thể
bỏ qua được là ôi mình không bao giờ mình lo là mình không thể tồn tại được ấy. Thì em thấy đấy cũng là một cái mà giúp cho mọi người có thêm động lực để mà kiểu như tìm nhiều cái cách để mà học tiếng Anh. Như khi mà chị đi làm ở các cái công ty lớn ấy thì chị thấy là có rất nhiều người mà có nhiều chuyên môn sâu riêng của họ nhá. Ví dụ như là về IT này hay là về nghiên cứu phát triển này, có thể họ là những kỹ sư phần cứng, phần mềm, cơ khí vân vân. Thì nếu như mà họ lại có thêm cả tiếng Anh nữa, ngoài cái kỹ năng chuyên môn, thì đấy cũng là một cái điểm lợi thế rất là lớn. Trong các cuộc họp thậm chí là họ có thể nghe hiểu rất là tốt người nước ngoài nói, và thậm chí là take note được bằng tiếng Anh luôn. Thì khi đấy thì họ thường sẽ lên được các cái vị trí cao như là vị trí quản lý hoặc là những cái vị trí rất là tốt ở những cái tập đoàn lớn với một cái mức thu nhập hấp dẫn. Thì mà rồi kiểu nếu mà bây giờ các tập đoàn bây giờ nói chung mà không ai chỉ làm kinh doanh với một mình đúng không? Ai cũng phải làm về đối tác nước ngoài bla 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 bla, mà đương nhiên chỉ cần có tiếng Anh, mà đương nhiên chuyên môn trong cái lĩnh vực đấy là phải giỏi rồi nhá. Nhưng có tiếng Anh chắc chắn là những cái đoạn đi công tác là được cử đi đúng không? Thế tự dưng là ngoài những cái là mình có một cái nền cơ bản, lại còn thêm vì cái nền cơ bản đấy tốt nên là mình có các cơ hội để tiếp xúc bên ngoài, chưa cần nghĩ là đi có học thêm được cái gì hay không nhá. Riêng việc được đi du lịch, mình mở mang thêm về văn hóa, gặp gỡ người mới đã là những cái benefit mà nếu mà bạn ở trong nước là những cái nó không thể có được ấy, đúng không? Mình đi ra nước ngoài nó phải khác ấy. Thế nên nói chung là, hoặc là nhá, chị biết những cái anh mà làm về kinh doanh, về sales ấy, mà gọi là săn cá voi, tức là đi săn những cái đối tác khách hàng lớn ở nước ngoài ấy, và có những cái cuộc đàm phán để có thể về các cái deal kinh doanh ấy, nó kéo dài đến tận 10 tiếng đồng hồ. Đấy, và họ thắng được những cái deal như thế, họ đem về những cái khoản cái khoản doanh thu rất là lớn cho công ty của họ ấy. Thì cái có những cái cơ hội như vậy là cái ngôn ngữ của họ rất là tốt. Đúng. Và rồi, ngoài cái kỹ năng là kinh doanh bán hàng là, và thì họ lại có cái ngôn ngữ để hỗ trợ cho họ để đem về những cái deal lớn, những cái thương vụ lớn. Thì những cái đấy là rất là cần thiết đối với bất cứ một cái doanh nghiệp nào, kể cả là quy mô nhỏ hay là quy mô lớn. Thì tức là ví dụ như là một số người mà lựa chọn tiếng Anh làm cái công việc của mình, như là đi dịch, đi dạy, đi dẫn, thì đấy là một nhánh. Ngoài ra thì những người mà họ có những cái chuyên môn khác nữa thì họ có thêm cái tiếng Anh tự tin, thì đối với họ là cái cơ hội để phát triển và thăng tiến nghề nghiệp rất là tốt. Nhiều bạn ở ngân hàng còn có thể đi các khóa học ngắn hạn ở Philippines, trong 3-4 tháng vứt tất cả chồng con các thứ ở nhà để học một cái khóa hoàn toàn mới, bởi vì họ muốn là có thể là đổi đời, transform hẳn cái cuộc sống và cái cơ hội, bởi vì là sau đấy thì họ có thể làm việc với đối tác hoặc là sếp nước ngoài. Đúng rồi, nó thì khác cái cơ hội của họ mở rộng hơn rất là nhiều. Đấy. Đúng. Nói chung mà ngày xưa mình cứ bảo rằng là thôi học nhỉ, kiểu cứ nói học nhưng mà học nói rất là lơ vơ ấy, chứ không kiểu như là suy nghĩ một cách chín chắn để đặt mục tiêu đâu. Chứ nếu mà ai mà cũng suy nghĩ chín chắn đặt mục tiêu thì anh nghĩ là ai cũng có thể bỏ công sức và kiểu kiên trì và tập trung để học ấy. Đúng rồi đấy, thay vì là bây giờ liệt kê ra cách nào để học tiếng Anh hay, mà nên liệt kê ra là tiếng Anh sẽ đem lại những lợi ích gì. Đúng không? Nhìn thấy lợi ích như thế là tự khắc là mình phải động lực, mình phải kiểu cố gắng, mình phải lên plan ABCD để mà mình làm. Và mình không làm được cách này, mình sẽ làm cách khác. Đúng rồi, chính xác. Thì đấy, thì chị nghĩ là tổng kết lại những cái mà hai chị em trao đổi, thì tiếng Anh là rất quan trọng, cần thiết, không chỉ cho bọn trẻ con, cho những cái lứa 9X, 10X, mà ngay cả cho 8X như tụi mình cũng rất là cần thiết. Trong học tập này và trong làm việc này, cho dù là chúng ta có làm ở công ty nhỏ hay là công ty lớn, công ty tư nhân hay là công ty nhà nước và hay là chúng ta làm riêng hay là chúng ta đi làm cho các cái tập đoàn đó, thì nó rất là cần thiết, và bây giờ thì nó trở thành một thứ là must have chứ không phải là nice to have nữa. Có rất là nhiều cái cách thức khác nhau để mình có thể phát triển được tiếng Anh của mình. Quan trọng là mình nghĩ về việc đấy và mình muốn làm việc đấy, phải nghĩ về nó. Thì cái cách nào không hẳn là quá quan trọng. Đúng rồi, túm cái váy lại rằng là chúng ta phải muốn. Mà một khi mình đã muốn thì mình làm được tất đấy, nên thôi. Và mình chọn những cái nội dung chủ đề mà mình quan tâm và mình có cái đam mê mình thích. Ví dụ như là ai thích drama thì có thể xem những xem những thể loại drama giống như Quanh. Hay là ví dụ chị biết có những cái bạn là con trai mà họ thích tin công nghệ, thì một cách tự nhiên nhá, kể cả họ biết là có một cái tin tức như thế về iPhone hay là tin của Elon Musk các thứ ấy, thì họ không cần biết là đấy là ngôn ngữ gì, họ muốn tìm hiểu thông tin cho bằng được ấy, và họ cố gắng hiểu những cái tin bài đấy ấy. Thì mình làm sao mà mình tìm được cái quan tâm, quan tâm là thể thao, là thời trang hay là công nghệ, thì cái gì nó là cái quan tâm của mình thì mình sẽ tiếp thu tốt hơn. Đúng rồi. Chứ mình không phải là học cái mà mình không thích, và mình tạo những cái môi trường cho mình. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như là đi học hoặc là đi làm ở nước ngoài, nếu có điều kiện, nếu không thì có thể du lịch, và nếu không có nữa thì mình có thể
xem phim, như xem là phim bạn MC mà chúng ta cùng biết mà không muốn nhắc tên hay là có thể là xem YouTube, có rất nhiều cái vlog mà các bạn ấy dùng tiếng Anh đời thường để mô tả về cuộc sống thường ngày ấy. Cái từ vựng rất là phong phú, chứ không phải là chỉ có cái chính thống theo kiểu thuyết trình khô khan, không phải cao siêu gì đâu. Đấy, thì khi mà người ta dùng cái ngôn ngữ đời thường kể về những cái sự vụ hàng ngày ấy, thì đấy cũng là một cái nguồn mà mình tham khảo được cái ngôn ngữ và cái cách sử dụng ngôn ngữ, mà học lại còn dễ nữa, nó không bị nặng nề ấy. Đấy, thì bây giờ rất là nhiều nguồn miễn phí, dễ dàng, chuẩn luôn nhỉ, bao nhiêu, rất là nhiều cái cơ hội để mình có thể phát triển được cái tiếng Anh của mình. Còn nếu mà độc đáo hơn nữa thì là lấy chồng Mỹ. À đấy, chuẩn. Mà lúc nãy mà mình còn nói là ngày xưa thì gọi là gì, lên bờ hồ gặp Tây đúng không? Còn ngày nay thì lên Tinder. Đấy, thì một chút những cái chia sẻ như vậy về cái kinh nghiệm học tiếng Anh của hai bọn mình trong cái quá trình là làm việc này, dạy này, dẫn này, dịch này, dating này, dating đây, rồi là du lịch sang bên Mỹ, trò chuyện với cả mọi người trong cái môi trường đất nước của họ. Đấy, thì hy vọng rằng các bạn đã có những thông tin hữu ích và những chia sẻ thú vị từ phần trao đổi vừa rồi của hai bọn mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham gia. Nếu các bạn chưa subscribe kênh thì hãy nhớ subscribe để có thể đón xem tiếp các video của channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Sao mình còn phải chụp một cái ảnh thumbnail? Ok. Đấy, chúng ta hãy ra chiếc cửa màu vàng.